Thiên Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam cùng với Thiên Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên đặt câu hỏi vì sao cảnh sát Việt Nam sử dụng bạo lực để giải tán đám đông. Vào hôm 10 tháng 9 năm nay, một đám đông người dân hâm mộ khi đi đón nam diễn viên Nam Hàn Chi Chang Wook đã bị lực lượng an ninh sử dụng nhiều biện pháp mạnh như hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy và dùi cui chích điện để trấn áp và giải tán người dân. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến cách hành xử bạo lực của cảnh sát với những trường hợp tụ tập đông người mà không có yếu tố chính trị như vậy. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, thì sự việc này xảy ra nguyên nhân đến từ hai phía. Phía thứ nhất là do lực lượng cảnh sát ở Việt Nam cũng như một số nước độc tài toàn trị khác thường không có lòng nhân từ mà họ có sự độc ác. Khi quyền lực được trao một cách quá mức thì thường dẫn đến sự lạm dụng. Phía thứ hai là do phía đám đông. Theo đó, giới trẻ Việt Nam không được hướng vào những lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, học tập hoặc cống hiến mà hầu như hướng vào những thứ giải trí vô bổ như sự cuồng loạn vì một ngôi sao của Hàn Quốc. Sau sự việc xảy ra ở Sài Gòn 3 hôm, thì sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019, Công an Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối trật tự với con số lên đến 5.000 người. Giáo viên tại Việt Nam hoang mang trong việc giảm biên chế. Thưa quý vị, vào hôm 13 tháng 9 năm nay, truyền thông trong nước đã đồng loạt đăng tải thông báo mới nhất của giới hữu trách thành phố Hà Nội về việc có gần 3.000 giáo viên hợp đồng lâu năm tại Hà Nội không đủ điều kiện để vào biên chế. Với kết luận này, nhiều giáo viên từng có thời gian giảng dạy từ 5 đến 20 năm vẫn sẽ phải trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bằng hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển mà không có bất kỳ ưu tiên nào. Khi được hỏi, đa số các giáo viên cho biết muốn được vào biên chế thì phải có tiền đúc lót mới vào được. Và nếu không có biên chế, bất cứ giáo viên nào cũng sẽ bị đào thải mà không có lý do. Không chỉ ở Hà Nội, trước đây giáo viên tại nhiều địa phương khác cũng phải chịu nhiều bất công vì không có biên chế. Như vụ 376 giáo viên tại Thanh Hóa bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy, rồi thì 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, rồi 550 giáo viên ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk và 4.000 giáo viên tại Hải Dương cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù trong số họ có những giáo viên dạy rất giỏi và thật sự có tâm với nghề. Trang bị camera cho phòng hỏi cung liệu có giảm được oan sai? Thưa quý vị, tại phiên họp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 9, đại diện Ủy ban Tư pháp có đề cập đến quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can nhằm để chống bức cung nhục hình vào oan sai. Thế nhưng trên thực tế, quy định này vẫn chưa được thực thi. Khi được hỏi, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã cho biết là vì không có tiền để mua máy ghi âm, ghi hình. Trên thực tế, việc lắp đặt ở mỗi đồn công an một camera giám sát là rất ít chi phí và số tiền này không đáng là bao so với những gì mà ngành công an được nhận hàng năm. Hơn nữa, những vụ án đánh bạc nghìn tỷ, các vụ hối lộ hàng triệu Mỹ Kim hoặc những vụ án tham nhũng buộc thu hồi tài sản. Vì sao nhà cầm quyền không trích từ những nguồn này để đầu tư cho Bộ Công an Cộng sản Việt Nam? Nhận định về vấn đề này, luật sư Võ An Đôn cho biết, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đưa ra lý do không có tiền chỉ là ngụy biện. Theo luật sư này, thì thậm chí dù có tiền, dù có phòng hỏi cung ghi hình, ghi âm, thì ông cam đoan rằng án oan sẽ không bao giờ chấm dứt dưới sự cai trị độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra tiếp theo là vì sao Việt Nam chưa ban hành luật biểu tình? Cũng tại phiên họp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 9, một vị đại biểu Quốc hội đã lên câu hỏi vì sao Việt Nam chưa ban hành được luật biểu tình. Được biết trước đó, luật biểu tình đã được cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đề cập xây dựng sau khi tại Hà Nội xảy ra liên tiếp những cuộc biểu tình vào năm 2011 nhằm phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã đưa dự luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, dự luật này vẫn chưa được áp dụng. Thậm chí năm 2015 còn có đề xuất rút luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội. Và từ đó đến nay, dự luật này vẫn chưa được ban hành. Theo luật sư Nguyễn Duy Bình,
thì ở Việt Nam từ trước đến nay, nhà cầm quyền luôn lo sợ nếu cho phép biểu tình thì đất nước sẽ bất ổn. Đặc biệt, những năm vừa qua đã xảy ra nạn tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Nạn thu hồi đất đai trái pháp luật đã dẫn đến sự căm phẫn của người dân. Do đó, nhà cầm quyền càng lo sợ luật biểu tình được ban hành. Thưa quý vị, một cháu bé đã chết tại điểm giữ trẻ ngay buổi đầu tiên vào đây. Vào ngày 14 tháng 9, đại diện của huyện Lấp Vò ở tỉnh Đồng Tháp xác nhận, tại khu vực này đã vừa xảy ra vụ việc một cháu bé 1 tuổi chết bất thường tại một điểm giữ trẻ tư nhân. Sự việc xảy ra ở một địa điểm giữ trẻ tại xã Bình Thạnh Trung do ông Trần Thanh Phi, 55 tuổi, đứng tên kinh doanh. Thời điểm xảy ra sự việc, nơi đây đang giữ 10 trẻ nhỏ. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 9, cháu bé này sau khi được cho uống sữa thì có dấu hiệu bị trào thức ăn ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bé đã được đưa đến trung tâm y tế huyện Lấp Vò cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã tử vong. Theo chủ cơ sở giữ trẻ này, thì ngày xảy ra sự việc cũng là ngày đầu tiên cơ sở tiếp nhận giữ cháu bé từ gia đình. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Sàm sỡ bất thành, một nhóm thanh thiếu niên đã cướp túi xách của một nữ du khách người Anh Quốc. Chiều ngày 14 tháng 9, Công an ở thành phố Hội An cho biết vừa khởi tố vụ án bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Quang Trường, 16 tuổi và Đặng Ngọc Lực, 18 tuổi, cùng trú ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, khoảng 1 giờ 30 ngày 7 tháng 9, hai đối tượng này chạy xe trên đường Bạch Đằng, thành phố Hội An. Khi nhìn thấy một nữ du khách mang quốc tịch Anh đang đi bộ, cả hai xuống xe và nảy sinh ý định sàm sỡ. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, cả nhóm không thực hiện được hành vi sàm sỡ nên cướp túi xách nữ du khách rơi trên đường, rồi phóng xe tháo chạy. Sau đó khoảng 2 giờ rưỡi ngày 11 tháng 9, nhóm thanh niên trên tiếp tục giật túi xách chứa một điện thoại di động Samsung S9, tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân của một du khách nước ngoài khác trên đường Nguyễn Diêu Hiệu, thành phố Hội An. Sau khi bị bắt, nhóm thanh thiếu niên trên đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Một chủ quán tại Hội An đã từ chối khách Việt, thưa quý vị. Trong những ngày qua, người dân tại Việt Nam xôn xao trước thông tin về nhà hàng Ciclo Road ở Hội An không tiếp khách Việt Nam. Nhiều người cho rằng sự việc này đã làm mất uy tín khu phố du lịch, nhưng cũng có ý kiến cho rằng do cách hành xử của khách Việt Nam không phù hợp với không khí của quán nên chủ quán đã không tiếp, và việc này không chỉ xảy ra với khách hàng là người Việt Nam. Khi được hỏi, chủ quán đã khẳng định quán của ông vẫn phục vụ khách Việt Nam bình thường với điều kiện là phải lịch sự. Liên quan đến vấn đề này, chính quyền sở tại cho biết đây là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức. Họ muốn bán cho ai, họ từ chối ai, đó là quyền của họ, pháp luật không thể can thiệp. Tin cho hay, những người kinh doanh trong khu phố cổ không đồng tình với việc đuổi khách, nhưng họ cũng không ủng hộ những vị khách ỷ có tiền, tỏ ra thiếu văn hóa, nói chuyện to tiếng, gây ồn ào trong quán, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Những hành động đó vô hình chung ảnh hưởng đến bản sắc chung của phố cổ Hội An cũng như những người dân nơi đây. Phải lùi ngày tẩy ô nhiễm ở công ty Rạng Đông do có quá nhiều chất thải nhiễm thủy ngân. Do khối lượng chất thải cần thu gom quá lớn nên việc tiêu tẩy ô nhiễm tại công ty Rạng Đông phải lùi lại. Tin cho hay, sau ngày đầu thực hiện việc thu gom bóng đèn cháy, những tàn dư từ đám cháy được xem là chất thải nguy hại. Đánh giá ban đầu về khối lượng chất thải thu gom quá lớn hơn so với dự kiến. Vì vậy, việc thu gom không thể hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Về thời điểm chính thức tiêu tẩy ô nhiễm ở công ty Rạng Đông, mặc dù giới chức trách đã chuẩn bị đầy đủ số người tham gia cũng như là thiết bị máy móc để sẵn sàng cho việc tiêu tẩy ô nhiễm trong phạm vi nhà máy, nhưng rồi thời điểm tiêu tẩy cũng đành phải lùi lại. Được biết, đến thời điểm hiện nay, giới hữu trách đã tiến hành thu gom được 12 tấn phế thải nhiễm thủy ngân trên diện tích 300 m², đồng thời rải 3.7 tấn hóa chất chống phát tán lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài diện tích 2.500 m². Thưa quý vị, đoàn tàu đầu tiên đã chạy qua cầu đường sắt Bình Lợi mới. Khoảng 13 giờ chiều ngày 14 tháng 9, việc xây dựng cầu sắt Bình Lợi mới ở thành phố Sài Gòn đã được hoàn tất. Ngay sau đó, một đoàn tàu đã tham gia chạy thử để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cây cầu mới này. Tin cho hay,
Cầu đường sắt Bình Lợi mới là một trong những hạng mục của dự án nâng cấp luồng sông Sài Gòn, đoạn từ cầu sắt Bình Lợi tới cảng Bến Xúc ở Bình Dương. Cầu có chiều dài 1,3 km, độ cao 7 m, tạo điều kiện cho tàu thuyền có tải trọng lớn đi qua. Sau khi hoàn thành cầu, giới hữu trách còn phải thực hiện thêm các hạng mục khác như thiết kế luồng sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2020. Tổng mức đầu tư dự án bao gồm cầu và thiết kế luồng sông là hơn 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng. Cùng ngày, các đoàn tàu khách Thống Nhất sẽ bắt đầu chạy qua cầu này. Được biết, một nửa cầu sắt cũ phía quận Thủ Đức sẽ được bảo tồn, nửa còn lại phía quận Bình Thạnh được tháo dỡ. Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đã vinh dự là một trong ba người được trao giải Press Freedom Prize năm 2019 của nhóm phóng viên không biên giới. Buổi lễ trao giải được diễn ra trang trọng tại nhà hát The Jazz ở Berlin. Người thay mặt blogger Phạm Đoan Trang đi nhận giải là ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập Luật Khoa Tạp chí. Được biết, bà Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam như là Chính trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng, Phi Bạo Lực. Bà được trao giải cho hạng mục Nhà báo có tác động. Đây là hạng mục được trao cho nhà báo có tác phẩm đem lại những cải tiến cụ thể về tự do báo chí và đa nguyên, hoặc tăng cường nhận thức về những vấn đề này. Bà đã từng bị công an đánh đập vì các tác phẩm của mình và từng bị bắt giam 2 lần vào năm 2018. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.